Chào tất cả các em quay trở lại với kênh của Bái Hùng Gamer, và trong tập tiếp theo của video ngày hôm nay mình sẽ gửi đến sẽ có các bạn về một cái cách setup lúc đó làm brawler ở cái khoảng cách đó chính là 300 m cho đến 500 m dành cho Falcon. Thì thật xin lỗi các bạn là trong hôm nay mình đã ra video rất muộn là tại vì tối nay mình có chút công việc cho nên là mình ra video hơi muộn, nhưng mà không sao, để đáp ứng được cái nhu cầu về cho các bạn biết về thêm về Falcon thì mình đã làm video rất là kỹ lưỡng. Thì mình sẽ có hai cái chế độ, mình sẽ chơi cái chế độ Picoros để giải thích cho các bạn trước về những cái yếu tố của Falcon, và sau đó mình sẽ chơi cái chế độ Free For All để cho các bạn nắm thêm về một số những cái lưu ý về Falcon mà các bạn cần biết. Mình nghĩ là các bạn cần lưu ý rất nhiều đấy. Rồi ok, thì chuyển đến cái trận đấu đầu tiên thì chúng ta sẽ có một trận đấu bằng Picoros. Thì các bạn hãy lưu ý rằng Falcon là một robot có hỏa lực rất cao, nó có tổng cộng 3 cái khen vũ khí hạng nặng và nó giống như là Fury vậy, nhưng nó cơ động hơn, nó mạnh mẽ hơn và nó đặc biệt hơn so với Fury ở cái chỗ là nó sẽ có cái hệ thống giảm 66% tất cả những cái sát thương nhận vào bất kể từ một kẻ địch nào. Và ở đây mình đã kích hoạt cái khả năng đấy luôn, và sau đó thì mình sẽ cấu rỉa con hai chi này, và ok mình sẽ để phần còn lại cho bạn đồng đội của mình để bạn có thể giết được và ngăn ngừa con hai chi có thể lên được cái cột mốc. Và rồi sau đó thì mình sẽ tắt đi cái chế độ fast out, nó gọi là fast out các bạn nhé. Ok, mình thấy là có một kẻ thù đang sử dụng Raker và bắn cái tia giảm sát thương vào người mình, nhưng mà ok, Raker nó chỉ là robot hỗ trợ thôi, mình không quan tâm cho lắm. Và khi mà các bạn có được cái hệ thống giảm 66% đam thì các bạn chỉ sử dụng được một cái vũ khí duy nhất. Điều này cho phép các bạn là một tanker cực kỳ là an toàn cho cái việc là các bạn hấp thụ nhân mà các bạn hấp thụ gấp 3 lần sức mạnh của những cái sát thương mà do kẻ thù nhận vào. Nhưng sau khi các bạn kích hoạt chế độ 3 vũ khí thì cái hệ thống phòng thủ của bạn sẽ không được giảm 66% nữa. Điều này cho thấy rằng các bạn sẽ bị chịu tất cả những cái ảnh hưởng do cái sẵn cái sát thương gốc mà từ những cái vũ khí của kẻ địch vào nhận mà bạn, thì sau khi đó thì Falcon sẽ nhận sát thương như là một con Fury luôn, nó không phải là con Falcon nữa. Rồi ok, mình sẽ kích hoạt khả năng đặc biệt đó chính là Fast Out, và mình sẽ cấu rỉa con Spectre này. Ok, cố gắng lấy được nó rồi, sau đó mình chết luôn. Mình không ngờ con Griffin này lại tiến tới để mà ăn mình sau khi mình ăn con Spectre đó. Thưa các bạn, rồi ok, mình sẽ chuyển sang một cái ván đấu thứ hai. Chúng ta sẽ có một trận đấu Picoros ở cái map là Death City. Và mình cũng đã, các bạn đã nghe vừa nãy rồi, mình đã nói rằng là khi mà các bạn ở cái chế độ một vũ khí thì các bạn sẽ được giảm 66% sát thương nhận vào này từ tất cả những vũ khí từ kẻ địch lân cận mà những kẻ địch đó tất cả vào bạn. Nhưng khi các bạn kích hoạt chế độ 3 vũ khí thì tổng hỏa lực của bạn sẽ cao lên, nhưng đồng thời các bạn sẽ được mất đi cái quyền lợi đó chính là giảm 66% damage. Điều này có nghĩa là các bạn sẽ được nhận tổng sát thương nhận vào như một robot bình thường cả, như một robot bình thường chứ không có hệ thống kháng sát thương từ kẻ địch, cụ thể là giảm 66% damage. Thì khi mà ở chế độ một vũ khí thì theo mình thì các bạn hay nên chơi nó như là một tanker. Khi các bạn có thể ra tiếp cận cột mốc này, hay là các bạn ra đỡ sát thương, đỡ đòn là các bạn ạ, đỡ đòn tanker đấy, đỡ sát thương cho tất cả những đồng minh xung quanh, ví dụ như là máu giấy, như là Spectre, Ares, đây là những brawler rất tốt chúng ta có thể mong đợi vào họ. Nhưng khi các bạn kích hoạt chế độ 3 vũ khí thì các bạn sẽ là một trở thành một brawler cực kỳ tuyệt vời. Tại vì khi mà các bạn kích hoạt chế độ 3 vũ khí nhá, thì các bạn sẽ tổng hỏa lực các bạn sẽ cao lên gấp 3 lần so với cái chế độ một so với khi khả năng chế độ một vũ khí. Nhưng đồng thời máu của bạn sẽ mất đi như bình thường luôn, nó sẽ không có hệ thống giảm 66% đam nữa. Ok, vậy thì ở đây con invader này đang suppress sát thương của Griffin, và mình sẽ nhảy lùi lại. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn kích hoạt chế độ 3 vũ khí thì robot này sẽ tồn tại thêm cái một cái khả năng đặc biệt nữa, cho phép nó nhảy động cơ nhảy trong vòng 12 giây, và sau đó là thời gian reload, là thời gian tải lại khả năng đặc biệt là 10 giây. Và trong cái thời gian đó các bạn sẽ trở nên cơ động hơn khi các bạn có khả năng vượt địa hình này, nhảy có thể vượt địa hình, nhảy có thể né đam, nhảy có thể bắt gột mốc, hay là nhảy có thể chui được kẻ thù. Nhảy một cái cú nhảy thôi nó có thể giúp ích cho các bạn được rất nhiều thứ, miễn là đối thủ của bạn không thể bắt kịp các bạn khi mà các bạn nhảy. Ok, đấy thì mình sẽ nhảy thử cho các bạn xem, nhưng mà mình biết chắc chắn là gì mình cũng chết mà. Tại vì con invader này nó có lockdown weapon đây, các thứ các bạn, nó có cái vũ khí khóa chân, và mình sẽ
có gì là mình sẽ đóng cho nó tanker đi. Rồi ok, mình sẽ cấu rỉa nó bằng chính Avenger của mình, nhưng mà sau đó nó sẽ đến và giảm sát thương, giảm 75% sát thương của vũ khí của mình, và mình sẽ bắn vào nó không hề xuất hiện gì, nhưng mình cũng đã, mình cùng đồng đội đã có thể tiêu diệt nó rồi. Rồi ok, đó chính là cái trận đấu thứ hai trên cái map Death City, và một phần những cái kinh nghiệm và những cái lưu ý về Falcon mà các bạn cần biết mình nói cho các bạn rồi. Chuyển sang một cái trận đấu thứ ba ở trên map Valley thì mình sẽ chơi một cách cẩn thận hơn, kỹ lưỡng hơn. Và đây thì mình sẽ sử dụng Avenger để có thể phá vỡ được cái khiên của Galahad, và sau đó sử dụng hai vũ khí còn lại để có thể cai ép con mạng này. Cực kỳ là nhanh gọn khi mà các bạn sử dụng Exodus để có thể kết lưỡi được mục tiêu, nhưng mà trước hết các bạn hãy sử dụng Avenger để phá cái khiên năng lượng nếu như kẻ thù đó có khiên năng lượng, hoặc các bạn có thể sử dụng Avenger để có thể phá được khiên vật lý, tại vì sát thương TVS của Avenger nó khá là cao, vì vậy cho nên là các bạn có thể rất dễ dàng phá vỡ được hai loại khiên này, trừ khiên Aegis các bạn nữa. Khiên Aegis, khiên năng lượng và khiên vật lý các bạn có thể phá vỡ được, chứ còn khiên Absorber là khiên hấp thụ của Pantheon thì không thể nào phá vỡ được. Nó là gọi là khiên vô địch rồi, cái đấy mình không nói. Và sau đó thì các bạn có thể sử dụng hai vũ khí ở hai bên cánh, và mình khuyên các bạn là nên sử dụng Exodus để có thể cai ép được con mạng thành công, cũng như là cấu rỉa để làm sao cho nó có thể là gần như là bị phá hủy luôn các bạn ạ. Rồi ok. Và con robot này, một là đóng vai trò brawler khi kích hoạt chế độ ba vũ khí, và đóng vai trò là một tanker hay là một supporter hay là một capture keeper có nghĩa là người giữ cột mốc khi mà nó ở chế độ một vũ khí. Cái này thì con Falcon rất là tiện lợi khi có hệ thống phòng thủ này, khả năng cơ động cao này, và hỏa lực ở mức cao nữa. Thưa các bạn, và mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái loại setup trộn như này, chứ không nên sử dụng ví dụ có ba Avenger thì nó hơi lú quá, hay là ba Exodus thì nó hơi ở tầm bắn nó hơi thấp quá, vậy cho nên mình khuyên các bạn sử dụng cái loại setup như thế này. Ok, mình đợi cho con Carnage nó đi ra để mình có thể cai ép mạng, nhưng mà nó không ra, vậy cho nên mình sẽ bay lên. Đây thưa các bạn có thể thấy rồi, khi mà mình bay lên thì mình đã bị Shock Chain và Skirt bắn vào người. Và khi mà mình bật chế độ một khiên thì mình có thể chắc chắn khẳng định cho các bạn rằng cái sát thương mà Skirt và Shock Chain mình vừa nhận vào nó sẽ ít hơn, tại vì khi các bạn ở chế độ một khiên thì 66% đam sẽ bị giảm xuống thưa các bạn. Rồi đây, ok thì mình sẽ nhấn tab vào một cái con robot khác, từ từ để mình xem nào. Mình sẽ định chiếm cái cột mốc này, mình sẽ nhấn tab vào một con khác. Ok, nó đang ở vị trí 400, một robot đang ở vị trí 100 và một robot đang ở vị trí 400. Điều này có nghĩa là các bạn sẽ thấy được một robot đang ở rất gần cái cột và một robot đang ở rất xa cái cột. Điều này đây là một cái mẹo mà các bạn có thể check xem được, là kiểm tra xem được là robot đối thủ đang ở đâu. Thưa các bạn, rất là hữu ích nhá. Ok, mình sẽ kích hoạt cái chế độ 3 vũ khí và sau đó cấu rỉa cái con robot đó. Mình không nhìn rõ lắm tại mình đang ở màn hình rất xa, và mình đã có được double kill dựa vào hai khẩu Exodus của mình chứ không phải là dựa vào Avenger. Rồi ok, robot này cực kỳ là cơ động và linh hoạt, đặc biệt là rất dễ sử dụng khi mà các bạn nắm rõ được những cái kỹ năng thuộc về nó, ví dụ như là khả năng được fast out hay là những cái hệ thống phòng thủ, hệ thống hỏa lực hay là bất kỳ một cái hệ thống nào đó. Rồi ok, trận đấu có nghĩa là đây cũng kết thúc, tại vì khi mà team mình chỉ chiến được 4 con bốc mà thôi, và mình sẽ chuyển sang một cái ván đấu là free for all ở cái map carrier các bạn nhá. Ok, mình lại thấy được có một Mender ở đây và mình đã bắn cho nó để làm sao nó sử dụng được cái khả năng healing cho phép nó có thể sửa chữa được một lượng máu khi mà mình sẽ tấn công. Và có một con Hellburner đang muốn hạ cúp ở đây. Ok, ok, ván đấu này nó hơi lắc lắc một tí, anh em thông cảm nha, lúc ấy là tại vì mình quay khá là muộn rồi. Không biết là mình làm cái gì mình không nhớ lắm, nhưng mà nó hơi lắc lắc mình nhớ rồi. Ok, mình sẽ tiếp tục bắn vào con Mender này, và khi mà anh em sử dụng Avenger thì anh em chỉ bật cái độ nhạy khi mà quay tham nó vừa đấy nhá, không lại lại bị như mình đấy, mình đang chơi mình không tiện thể chỉnh lại, nó chỉnh mình chỉnh hơi cao một tí, cho nên là toàn bộ những cái sát thương từ Avenger nó không thể trúng hết vào người Mender được, mà nó chỉ trúng vào một phần lớn mà thôi. Điều này cho phép là mình có thể giết được Avenger trong một khoảng thời gian lâu hơn. Ok, khi mà không cần biết là Mender con này sử dụng vũ khí gì, nhưng mà chỉ cần nó có sử dụng vũ khí thì tất cả những hỏa lực cộng hỏa lực tấn công vào người của Falcon thì nó sẽ bị giảm đi 66% đam. Và khi mà Falcon có ít máu thì mình có thể sử dụng 2 Exodus để có thể kill nó mà không sợ bị nó tấn công
khi mà mình bật chế độ ba vũ khí, tại vì mình có module hồi máu. Các bạn cũng có thể sử dụng module hồi máu trong cái trường hợp này để cho nó Falcon nó có thể tối ưu hơn, hoặc là các bạn có thể sử dụng chống tàng hình để có thể KS được con mạng nhiều hơn. Nhưng mà mình thích sử dụng hồi máu hơn, tại vì nó có thể giúp cho Falcon trâu bò hơn trên chiến trường, tồn tại lâu hơn trên chiến trường. Ok, Invader nhảy lên và sau đó thì hạ xuống để có thể giảm sát thương 75% sát thương trong cái ba khẩu vũ khí của mình. Nhưng mà sau đó mình sẽ được cover gấp. Mình biết là mình không thể KS qua mạng này rồi, tại vì Invader nó quá trâu. Nó nếu mà các bạn sử dụng booster này, các bạn max level 12 và K2 này, các bạn sử dụng modules này, thì cái máu của nó là hơn 500.000 HP, nó quá là trâu đi. Rồi thưa các bạn, mình thấy có đây có ở mình thấy ở đây có một hai chi và Avenger rất dễ dàng, nhanh chóng có thể phá vỡ được khiêm năng lượng của nó, và sau đó mình sẽ có thể KS được con mạng này thì là dễ dàng. Và một con hai chi khác cũng đang đấu với con hai chi vừa rồi nhưng mà lại không thể KS được, tại vì mình đã KS và sau đó thì nó sẽ dash vào đây. Mình sẽ bật chế độ ba vũ khí để có thể phá vỡ được khiên của con hai chi này, và sau đó thì KS rất dễ dựa vào cái chế hỏa lực của mình rất cao. Nhưng đồng thời thì mình cũng bị khóa chân. Ok, bạn này có phải là bạn sử dụng hồ quang điện bắn người mình không nhỉ? Ok, mình sẽ có một kẻ thù khác đang ở top 2, đang ở gần đây, nhưng mình sẽ cố gắng ra đây để KS các bạn này. Bạn này bị đơ rồi, có thể là gì đó. Ok, mình sẽ ở đây đứng bắn tầm bắn với số lượng bắn với phạm vi tầm gần, tại vì Avenger càng bắn càng mạnh ở cái khoảng cách gần đó các bạn ơi. Ok, triple kill dành cho mình, và sau đó thì con này là con gì nhỉ? Con này là con gì để mình xem nào. Là Mercury, đúng rồi. Là Mercury, mình nhìn thấy cái chân rồi. Rồi để mình sẽ cho các bạn xem cái damage mà Mercury con nó sẽ bắn vào người mình khi nó nhảy xuống này. Rồi để mình xem nó ở đâu. À đây, đó rồi, đấy rồi. Đấy các bạn thấy chưa? Cái số sát thương mà từ khả năng Hell Die của Mercury bắn vào người của Falcon không hề hấn gì. Falcon là 1 này, Invader là 2 này. Những robot tanker cho bò khác thì mình cũng có thể nhắc đến như là Lancelot này, Bulwark này, hay là một số những cái tanker khác. Nhưng mà mình chỉ thấy là có mỗi Invader và Falcon thì nó lại bán ra một cái số lượng sát thương rất là thấp từ Hell Die các bạn nhá. Rồi ok, nó lại một tên nữa sử dụng shotgun, nhưng mà shotgun sẽ không thành công khi mà chúng ta đang sử dụng cái con Falcon này, tại vì nó rất là ok trong tầm giá, nó có thể sám giảm được 66% lượng sát thương gây ra. Ok, kill. Có hai kẻ thù đang bắn đây, một là Spectre và hai là Inquisitor. Và bạn Inquisitor đã nhận ra mình, sau đó mình sẽ không thể làm gì mà sẽ cúi xuống. Ok. Sử dụng module hồi máu để có thể trâu bò hơn, nhưng mà đúng lúc mình vừa lên thì bạn Inquisitor lại chết mất rồi. Và sau đó thì mình lại bị bạn hai chi này cấu rỉa từ khoảng cách rất là gần khi mà bạn ấy sử dụng hai skirt và một corona. Ok, và đó chính là tất cả những cái gì mình muốn gửi đến cho các bạn ngày hôm nay. Đó là tất cả những cái kinh nghiệm mình muốn gửi đến cho các bạn ngày trong video ngày hôm nay. Nếu mà các bạn cảm thấy video hay, đừng quên bỏ lại một like cũng như là chia sẻ video này để cho người có biết về fan cần hơn, và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cái điều đó sẽ giúp cho mình có thể phát triển kênh nhiều hơn và tạo động lực cho mình để mình có thể làm được những video tốt hơn anh em. Và trận đấu chỉ còn ở tầm vài ba phút nữa thôi, và sẽ rất là khó khăn cho mình để mình có thể cast thêm được một cái mạng nào nữa, tại vì hai con robot này đều là linh rất là cơ động, như đó chính là Spectre và Hai Chi. Nhưng mình có thể cast được luôn mạng của Spectre là các bạn, tại vì Hai Chi nha, nó sử dụng skirt, mà skirt thì phải khóa chân, phải khóa chặn cơ. Nhưng mà skirt bạn này lại đang đứng ở tầng dưới, cho nên bạn không thể cast được cái mạng của con Spectre. Vì vậy mình đã đứng ở trên bằng với lại cái đất của Spectre, vì vậy cho nên mình có thể kẽ được rất dễ dàng. Mình nhận thấy có một Lancelot đang đi đến, và một Hai Chi cũng đang đi đến cạnh mình luôn. Rồi ok, nó đã khóa chân mình lại và không cho mình di chuyển. Sau đó thì bạn định làm gì? Nó lại định lùi ra đây để có thể cấu rỉa mình này. Ý của nó là nó muốn cấu bao nhiêu thì được, các bạn đã cứ cấu càng nhiều vào được, tại vì cái robot Falcon này nó là một robot tanker. Đây cho các bạn, đây chính là cái điểm lưu ý mình muốn cho gửi đến cho các bạn. Khi mà các bạn đi như thế này thì các bạn sẽ hay bị vấp nha các bạn nhé. Đây các bạn thấy chưa, nó hay bị vấp. Tại vì là cái chỗ mà đặt vũ khí của Falcon nó hơi lòng lòng một tí xíu, tại vì đây là ví là một con chim ưng. Chim ưng khi mà
xải cánh thì nó có thể giết được, nó có thể săn mồi các bạn ạ. Vì vậy cho nên là cái cách đặt vị trí vũ khí của con robot Falcon nó giống như Dog GC và Butch. Nó hơi đặc biệt một chút, cho nên là khi mà di chuyển trong những cái map mà có nhiều những cái tòa nhà như thế này thì các bạn phải lưu ý một chút. Rồi ok, trận đấu còn 2-1 giây kết thúc và mình sẽ kết thúc trận đấu cũng như là kết thúc video tại đây. Và chúng ta cùng xem số dam chúng ta có được. Rồi ok, 1.100.000 dam, một con số mình nghĩ là nó không lớn so với những cái bạn mà đang ở rank cao, nhưng mà nó là một cái số lượng sát thương đáng cần biết cho những bạn nào mà đang ở rank thấp cũng như là các bạn đang muốn chơi Falcon. Một lần nữa, nếu các bạn cảm thấy video hay đừng quên bỏ lại một like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Tạm biệt anh em và hẹn lại cho những video sau. Bye bye.